cha mà không qua thầy. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, các con đừng sợ, vì cha các con đã vui lòng ban đức trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí, hãy sắm cho các con những túi không hư nát và kho tàng không bao giờ mòn trên trời, là nơi trộm cướp không ai lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con ở đó. Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn sáng trong tay và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những ai đầy tớ đó khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào nhặt nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: Lạy thầy, thầy nói dùng ngôn này chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa Giêsu phán: Vậy các con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó khi chủ về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: Chủ tôi về muộn nên đánh đập tớ trai, tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào nó giờ, vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết. Chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung phần với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ đòn ít hơn. Vì người đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã trao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý sơ, quý bà và anh chị em, hầu hết ai trong chúng ta cũng đã đi máy bay, và trong cuộc đời hành trình đó, khi mà chúng ta cất cánh và trên máy bay, một vài phút sau thì những người chưa đã đi, họ đứng ra chỉ dẫn tất cả những điều cần thiết cho chúng ta. Hãy thắt lưng, hãy thắt xích beo an toàn, mở ra đóng vô như thế nào. Hay là mặc áo bảo hộ như thế nào khi mà những chuyện xảy ra. Hay là chúng ta đeo những cái mask, mặt nạ, oxygen như thế nào trường hợp khẩn cấp. Hay là chỉ dẫn chúng ta phải trốn thoát như thế nào. Tất cả những điều đó rất cần thiết cho một chuyến đi. Và chuyến đi đó không biết nó sẽ xảy ra như thế nào, vì chúng ta hoàn toàn lúc nào cũng sẵn sàng và tỉnh thức, để khi mà những chuyện đã xảy ra, chúng ta có đủ thời gian và thông minh, nhanh nhẹn để mà
mặc lấy tất cả những điều chỉ dẫn đó. Trong bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng chỉ dẫn chúng ta những điều cần thiết đó cho chuyến hành trình của cuộc đời chúng ta. Cái chuyến đi đó là một hành trình dài, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi kết thúc, đó là một chuyến bay của cuộc đời. Và chuyến bay đó, Chúa Giêsu đã hôm nay đã chỉ cho chúng ta hãy tỉnh thức, sẵn sàng. Bất cứ những chuyện gì xảy ra, chúng ta đều ứng phó những tình huống thật nhân hiệp và khôn ngoan. Và cái điều đó đã giúp chúng ta có thể cứu được mạng sống mình, hay là chúng ta tin tưởng và sự hy vọng mà Thiên Chúa luôn luôn dành sẵn cho chúng ta. Cái điều quan trọng mà chúng ta phải chuẩn bị đó là làm sao? Chuẩn bị như thế nào để cuộc hành trình đó chúng ta cảm thấy không bị thất vọng, không bị hối hận và luôn luôn vui vẻ, sẵn sàng đợi Chúa đến mà gõ cửa, thì chúng ta sẽ ra mở cửa cho Chúa. Trên chuyến phi cơ hay chuyến máy bay, chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào người phi cơ Chúa. Và khi mà chúng ta bước trên chuyến máy đó, thì tất cả mạng sống chúng ta ở trên đó đều phụ thuộc vào cái sự điều chỉnh tài tình của người phi cơ trưởng, chưa nói đến những trục trặc của động cơ máy móc và sự khôn ngoan lanh lẹ để xử lý tình huống đó. Khi mà chúng ta đã tin tưởng vào điều đó, thì tôi tin chắc rằng chúng ta có sự an tâm. Và hôm nay Chúa Giêsu nói: các con hãy tỉnh thức, Ngài là người phi cơ trưởng. Ngài đã đưa chúng ta những chỉ dẫn đó, thì chúng ta phải tỉnh thức để nhắm tới cuộc sống chúng ta, cuộc đời chúng ta và chuyến đi chúng ta được an toàn. Và khi mà chúng ta đã làm được điều đó và chuẩn bị sẵn sàng, thì chính người phi cơ trưởng đó là người xuống phục vụ chúng ta. Tại vì nhìn thấy tất cả điều đó, con người trên phi cơ đó đều cảm thấy an tâm vì đặt tất cả mọi sống mình cho người phi cơ trưởng đó. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm, đó là tin tưởng và hy vọng và người phi cơ trưởng đó mà tôi tạm gọi đó là Chúa Giêsu. Ngài đã hướng dẫn chúng ta bằng chính lời của Ngài. Ngài hướng dẫn chúng ta chính bằng mạng sống của Ngài, hướng dẫn con người đời sống chúng ta chính bằng cuộc sống của Ngài. Nếu mà chuyện đã xảy ra thì Ngài cũng là người phải chết. Cho nên chính vì như vậy, Ngài đã chết trên thập giá, hướng dẫn chúng ta tỉnh thức cầu nguyện chết trên thập giá là như vậy. Cuộc đời chúng ta là một chuyến đi, một cuộc hành trình, một chuyến máy bay mà chúng ta không thể nào kiểm soát được những tình huống xảy ra và những biến cố thăng trầm xảy ra trong cuộc đời. Cho nên cái điều mà chúng ta phải chuẩn bị là làm sao khi mà chúng ta an tâm hy vọng vào cuộc sống vai sau Ngài đã chở chúng ta đến nơi cuối cùng, thì chúng ta mới cảm thấy an tâm rằng tất cả những gì chuẩn bị trong cuộc hành trình đó là lương tâm của chúng ta và nghe thật. Tinh thần chúng ta phải sẵn sàng, tấm lòng chúng ta phải đạo đức, phải biết cho đi, phải biết phó thác, phải biết hy vọng. Điều đó sẽ làm cho chúng ta luôn luôn cảm thấy được đối phó tất cả những tình huống mà xảy đến, chúng ta không nản lòng và chúng ta đặt tất cả niềm tin đó vào Chúa Giêsu và người cơ trưởng đó. Cuộc hành trình chúng ta rất dài, đôi khi mấy chục năm trời, cả trăm năm trời, cái chết nó đến bất ngờ. Chỉ cần nhắm mắt một cái, mở mắt ra là cái chết đã đến. Chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Chúng ta có sẵn sàng để chuẩn bị cái cuộc gọi đó mà Thiên Chúa gõ cửa? Chúng ta đã có sẵn sàng để thắp đèn sáng trong tâm hồn của chúng ta, trái tim chúng ta, trí óc chúng ta, sự thông minh quản lý của chúng ta trong cuộc đời này để chúng ta mở cửa cho Ngài vào tâm hồn chúng ta? Và tâm hồn chúng ta đầy áp cái tình yêu đó, thì tôi bảo đảm rằng chúng ta không có mong đợi gì cuộc sống này, nó là tạm bợ, để chúng ta hướng tới cuộc sống mai sau. Và cái cuộc hành trình chúng ta từ khi chúng ta sinh ra tới cuộc sống chúng ta chết, nó là kỳ tạm bợ.
Và cái sự tạm bợ đó tất cả đều tan biến chỉ có lòng đến. Chỉ có đức tin và sự hy vọng và một lương tâm ngay thẳng và một nhân cách nhân phẩm thật hoàn mỹ thì làm cho chúng ta cảm thấy an tâm. Đó là sự sẵn sàng tuyệt đối nhất và chúng ta hàng tin tưởng vào lời của Thiên Chúa và biết tới Thánh Thể là lương thực hàng ngày cho chúng ta đi. Hôm nay bài thứ âm là một lời cảnh tỉnh rất nhẹ nhàng nhưng mà rất sâu thẳm. Lời cảnh tỉnh đó đôi khi chúng ta nghe tôi sẵn sàng tỉnh thức như thế nào, hay là chúng ta chỉ mở mắt chú chố ra để đợi chủ đề, không phải điều đó. Tỉnh thức sẵn sàng là lúc nào chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng một cách triệt để. Và khi mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng như vậy thì đó là một người trung tín, rất khôn ngoan, rất khéo léo, tài tình, kiểm soát và cuộc đời của mình một cách đầy sự chuẩn bị đó. Thì cái sự chuẩn bị đó đã làm chúng ta có một cơ hội hy vọng tuyệt đối vào đời sống mai sau. Cuộc đời chúng ta là một hành trình từ điểm này tới điểm kia, và từ điểm đó không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên khi mỗi người chúng ta nhắm mắt lên thời, chúng ta có an vui cho sự chuẩn bị đó hay không? Và nếu mà chúng ta an vui, hy vọng hạnh phúc, tin thác vào tình yêu của Thiên Chúa trong quãng đời của mình, tất cả đều sẽ có câu trả lời cho mỗi người chúng ta nếu chúng ta lấy lời Thiên Chúa đặt vào trong tâm hồn của mình mỗi ngày một hơi.